Em làm gì ở đây chị? Ở đây chính anh đã kéo em vào mà. Em chỉ đến đây vì anh mà thôi. Ra khỏi đây đi. Dừng lại đi. Đủ rồi đó. Thôi đi anh kia. Anh kia, anh không gọi em đến đây. Làm ơn đi cho. Em là người bạn thân nhất của anh. Và em không cần anh phải gọi thì mới đến đây được đi đi. Em là bạn của anh đúng chứ? Vậy thì hiểu nỗi buồn và nỗi đau khổ của anh. Này tôi nào, hãy quên nỗi buồn đó đi. Em thậm chí rất hiểu anh cần gì đó. Em có thể làm bất cứ điều gì để giúp anh vượt qua giai đoạn Romeo này. Anh Ki làm ơn, nói cái gì đó cho hay hơn đi. Cái gì chứ DV? Em không hiểu những điều anh nói phải không? Xin hãy đi đi. Không. Sanchi. 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 Cậu định sẽ trốn tránh những người thân yêu của cậu và không dám đối diện với nỗi đau của cậu trong bao lâu nữa chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng quá. DV sẽ ổn thôi mà. Nhưng bằng cách nào chứ con? Sức khỏe của nó đang xấu đi từng ngày. Từ sáng đến giờ nó vẫn chưa ăn gì hết. Có sao đâu mẹ. Khi nào cậu ấy đói, cậu ấy sẽ tự biết ăn thôi. Mẹ à, nếu mẹ cứ yếu đuối như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể giúp cậu ấy vượt qua giai đoạn ám ảnh bởi Sanchi này đâu. Nhưng nếu như thằng bé ngã bệnh thì sao? Mẹ sẽ đi cho nó ăn chút gì đó. Mẹ ơi thôi mà. Mẹ, ngay lúc này chúng ta cần giúp cậu ấy thoát khỏi sự bướng bỉnh của mình. Và cậu ấy có thể tự mình làm điều này. Trên thực tế, anh Kita sẽ giúp cậu ấy trong việc này. Chị ấy nói đúng đó bác. Con đang cố gắng an ủi anh ấy. Và nếu như mọi người trong nhà đều làm như vậy thì anh ấy nghĩ rằng chúng ta đang nhượng bộ và sẽ càng bướng bỉnh hơn thôi. Nhưng con à, dù con có nỗ lực như thế nào thì nó cũng không hiểu được đâu. Chuyện này càng làm sức khỏe của nó tồi tệ hơn mà thôi. DV. Chào mẹ. Chào chị dâu. Anh Ki, anh xin lỗi vì những lời nói lúc nãy. Em nói đúng. Chúng ta phải đi ra ngoài. Chúng ta nên đi đâu đó. Đi nào. Thần linh ơi. Này đợi đã. Tuyệt vời. Tạm biệt. DV. Thần linh ơi, anh đi nhanh quá đó. Chậm lại đi. Chào buổi tối. Ông Meta ở đó à? Ừ. Chào buổi tối ông Meta. Chào buổi tối. Mời ông ngồi. Xin lỗi cô Sanchi vì làm phiền cô vào giờ này. Không có gì, ông cứ nói đi. Thực ra tôi muốn có một cuộc thảo luận với cô về hợp đồng mới. Dân ông Meta, có một số điều khoản trong hợp đồng khiến tôi khá lo lắng. Vậy sao? Cô có muốn xem không? Chắc chắn rồi. Hãy cho tôi biết những điều khoản nào. Số 5 và số 6. 5 và 6. Ý ông là về thời hạn thanh toán sao?
Ông Mehta, tôi sẽ xem xét nó và thực hiện những thay đổi cần thiết. Ông không cần lo lắng đâu, ông có thể về nhà rồi. Cô không cần phải thảo luận về nó luôn sao? Ông Mehta, ông là một khách hàng rất thân thiết của chúng tôi. Trong những năm qua chúng ta đã có rất nhiều cuộc thảo luận, và bây giờ không cần phải nói thêm nữa đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết thẳng luôn là được. Ông đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ điều chỉnh những chỗ cần thiết và gửi mail cho ông, được chứ? Như vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn. Sanchi đâu rồi? Sanchi giờ đã là quá khứ rồi. Và cái này giờ mới là món quà của mình. Nào vui lên đi. Nhìn kia kìa, đó là băng nhóm của chúng tôi. Đến. Nhảy. Sau đó tôi sẽ tự đi lấy đồ uống. Từ từ thôi anh bạn. Ủa Miss Wash, cậu khỏe không? Mọi chuyện sao rồi? Mọi thứ đều ổn. Nói mình nghe đi, chuyện này là sao? Không có gì đâu anh bạn, mình chỉ đang sống cuộc sống của mình thôi. Hai ly nữa. Mình là nhìn thấy rượu trong mắt cậu chứ không phải là trong ly của cậu. Và cậu đâu có đang sống, cậu chỉ đang uống rượu thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì đâu. Sanchi đâu rồi? Sanchi hả? Vậy có nghĩa là có gì đó không ổn. Cậu không định nói cho mình biết sao? Này anh bạn, Sanchi đó đang ở Bangani. Còn đây là Mumbai mà. Chỉ là vậy thôi. Chỉ là vậy nhưng không hề đơn giản như vậy đâu. Có chuyện căng thẳng sao? Sanchi đó giờ đã là quá khứ rồi. Và cái này, nơi này mới là hiện tại của mình. Divi, đừng uống nữa. Qua đây nhảy đi. Ankita, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi quá. Để cậu ấy ở đây đi. Anh làm như anh ấy sẽ vui khi nói chuyện với anh vậy. Anh sẽ đạt được gì khi cứ nhắc chuyện quá khứ của anh ấy vậy? Tôi không phải là người bạn chỉ quan tâm đến được hay mất đâu. Ý anh là gì? Chắc cô phải hiểu chứ. Và nếu cô chưa hiểu thì để tôi nói cho mà nghe. Anh thôi đi. Các bạn, thư giãn đi. Gây gỗ làm gì chứ? Nào ra nhảy thôi. Tiệc tùng nào. Đi nào.
Chào các bạn ơi, bài hát tiếp theo dành riêng cho Britney từ Rocky. Anh không thể sống thiếu em được nữa. Anh không là gì nếu như không có em. Anh không thể sống thiếu em được nữa. Anh không là gì nếu như không có em. Nếu như anh đánh mất em thì anh cũng đánh mất đi linh hồn mình. Bởi vì em và chỉ có em mới là cuộc sống của anh. Anh làm sao vậy hả? Sự bình yên của anh, nỗi đau của anh, tình yêu của anh chỉ có mỗi mình em thôi. Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân mình chỉ vì một cô gái đã phản bội lại anh chứ? Cô ấy đã làm bất cứ điều gì cô ấy phải làm. Nhưng anh yêu cô ấy. Anh vẫn yêu cô ấy. Divi, em biết gì không? Hết giờ hành chính rồi đó. Về nhà thôi. Nhưng còn nhiều việc phải làm lắm. Công việc lúc nào cũng nhiều. Và sẽ luôn ở đó. Nhưng có những thứ khác cần phải làm ngoài công việc nữa. Những thứ khác ngoài công việc là những thứ mà em sẽ phải làm với anh. Đúng không Divi? Và em đã loại bỏ anh ra khỏi cuộc đời em rồi. Tới mức như vậy mà sao anh vẫn chưa bỏ đi chứ? Sao anh không đi, Divi? Con à, bây giờ là 9 giờ tối. Mọi người đã rời khỏi văn phòng rồi. Ông Yada, ông cũng về đi à? Con sẽ khóa cửa văn phòng. Không đâu con, ta sẽ không để con ở đây một mình và về đường. Nếu con còn ở đây thì ta cũng ở đây đợi con. Được rồi, vậy thì con cũng về luôn đây. Đủ rồi đó. Này anh Ki, đừng có uống nữa mà Divi. Dậy đi Divi. Dậy đi. Anh Ki. Anh Ki, uống ly cuối cùng đi. Anh uống nhiều quá rồi. Đứng dậy thôi. Anh Ki. Sao chứ anh Ki? Anh muốn uống thêm một ly nữa mà. Divi, anh đã uống nhiều rồi. Thôi, ok. Bình tĩnh. Anh Ki, em là bạn thân nhất của anh, có phải không? Vậy hãy để cho anh uống thêm đi. Đi nào, thêm ly nữa. Divi, anh không thể uống thêm nữa đâu, Divi. Cẩn thận nào anh bạn. Này Biswas, nghe này, uống nhiều đó đủ rồi. Mình sẽ đưa cậu về nhà đi thôi. Dừng lại đi. Divi đến đây cùng với tôi và sẽ quay về cùng tôi. Có tôi ở đây rồi, tôi có thể chăm sóc anh ấy. Nào, chúng ta về nhà thôi. Cô không thể kiểm soát được cậu ấy đâu. Tôi sẽ đi với người bạn nào chịu mua thêm đồ uống cho tôi. Thôi nào, đi thôi Biswas. Cậu mua cho tôi đi. Còn nhiều rượu trong xe lắm, đi nào. Có rượu trong xe sao? Đúng rồi, trong xe có rất nhiều rượu. Ra xe mà uống nha. Tạm biệt Biswas, mau đi thôi. Mình sẽ đi với người bạn thân anh kia của mình. Ok, đi Vi, cẩn thận. Tạm biệt. Em là cuộc đời anh. Cẩn thận nào đi Vi. Sự bình yên của anh, nỗi đau của anh và tình yêu của anh chỉ có em thôi. Ngọt ngào quá.
Em cũng ngọt ngào lắm. Sanchi của anh, ngọt ngào, dễ thương, đáng yêu. Bởi vì chỉ có em mới là tình yêu của anh thôi. Sao vậy hả? Làm sao em có thể xóa được cái tên Sanchi trong trái tim của DV chứ? Đừng lo lắng về trái tim cậu ấy, mà hãy sử dụng tâm trí của em đi. Bởi vì đứng trước tâm trí thì mọi cơ quan khác trong cơ thể đều phải thất bại, bao gồm cả trái tim. Chị ơi, em đã cố gắng rồi, nhưng nó không đơn giản như vậy. Thật sao? Vâng. Không dễ dàng để có được trái tim của một anh chàng tỷ phú mà lại đẹp trai như vậy đâu. Em đã có cơ hội vàng đến lần thứ hai rồi, cho nên đừng bỏ lỡ nó chứ. Hãy loại bỏ Sanchi đó ra khỏi trái tim cậu ấy đi. Cậu ấy không chỉ là người đàn ông trong mơ của em, mà còn có nhiều cô gái khác đang tư tưởng về cậu ấy nữa. Đừng để cậu ấy vụt mất khỏi tầm tay của em, cho dù là do nhầm lẫn. Chỉ cần canh chừng cậu ấy mà thôi. Anh lại uống nữa sao? Dừng lại đi. Anh đã phát điên rồi. Anh sẽ chết đó. Anh đã chết rồi, nhưng mọi người cũng đâu có bỏ cuộc. Tại sao phải đến mức này chứ? Vì người phụ nữ rẻ tiền đó sao? Im đi anh Kita. Anh không say đến mức để cho em có thể nói bất cứ điều gì đâu. Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân mình chỉ vì một cô gái đã phản bội anh chứ? Cô ấy đã làm bất cứ điều gì cô ấy phải làm, nhưng anh yêu cô ấy. Anh vẫn yêu cô ấy. Đây không phải là tình yêu, mà là sự bướng bỉnh. Dù cho đó là gì thì cũng là chuyện của anh. Không có chỗ cho em bàn luận đâu. Đi đi anh Kita. Được rồi, nếu anh bướng bỉnh thì em cũng vậy. Em sẽ không rời khỏi đây đâu. Nếu em muốn bướng bỉnh thì hãy về nhà em và sống cuộc sống của em đi. Để cho anh một mình. Anh Ki, em chỉ là một người bạn thôi. Đừng cư xử như một người vợ. Và làm ơn đừng nghĩ là em có thể thay thế vị trí của Sanchi. Mời ra ngoài. Đi đi. Anh Ki đi đi. Hãy để anh yên đi, làm ơn. Thần linh ơi, năm này bắt đầu thật kỳ lạ. Rachi đã báo cho chúng tôi tình tốt, và Sanchi đã báo cho chúng tôi một tin buồn. Hơn nữa thời tiết lạnh giá này, không có hy vọng cho hạnh phúc, cũng chẳng có chỗ cho nỗi buồn. Mỗi ngày đều trôi qua vậy thôi. Cảm giác như có gì đó cứ ngăn chặn hạnh phúc của Sanchi vậy. Nhưng chị không cần lo lắng đâu.
Không bao lâu nữa, thời tiết và thời gian sẽ thay đổi thôi. Mặt trời sẽ trở lại và tiếng cười của Sanchi cũng vậy. Ủa, Sanchi con yêu, trời lạnh quá, bà sẽ làm món súp và rút nóng cho con nha. Không cần đâu bà ơi, bà uống trà đi. Trà húng quế không đường à? Ước gì có đường trong trà của bà. Uống đường đâu có tốt cho em. Con đồng ý bà nội. Em thèm ăn quá, nấu món gì đó đi chị. Nói chị nghe em muốn ăn gì đi, chị sẽ đi nấu ngay. Món trà màu xanh, con bé sẽ thích nó phải không nào? Dân bà nội. Mọi người biết không, mẹ chồng con không cho con ăn món gì cả. Bà ấy nói bớt ăn cay đi, nếu không em bé sẽ hung dữ. Bà ấy thậm chí còn không cho con uống trà và nói rằng nước da của bé sẽ đen. Con rất vui khi được ở đây đó. Nếu chúng ta tổ chức bữa tiệc ở đó, chắc là sẽ không vui chút nào. Buổi tiệc. Buổi tiệc. Đúng. Đứa bé là một tin tốt. Một bữa tiệc là cần thiết phải không? Và chúng con thậm chí vẫn chưa có bữa tiệc công bố em bé nữa. Công bố sao? Không có gì đâu bà nội. Nó giống như một bữa tiệc báo chuyện mang thai với bạn bè thôi. Nhưng con ơi, không phải mẹ chồng con sẽ tổ chức bữa tiệc đó sao? Bà ấy sẽ chỉ mời những người thân thôi. Yisunin và con muốn tổ chức một bữa tiệc lớn hơn. Con muốn mời bao nhiêu khách hả? Khoảng 450 người. Có thể phát sinh thêm 50 người ạ. Rachi, chúng ta chắc chắn sẽ tổ chức tiệc cho em. Nhưng không phải là một bữa tiệc xa hoa đến vậy đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ và sau đó có một cái lớn hơn được chứ. Chúng ta đang eo hẹp về tài chính em à, cho nên việc này hơi khó. Em hiểu mà đúng không? Eo hẹp về tài chính sao? Nhưng mà chị ơi, không phải chị có tấm séc trị giá 250 triệu sao? Vậy thì eo hẹp thế nào chứ? Nhưng mà chị ơi, không phải chị có tấm séc trị giá 250 triệu sao? Vậy thì eo hẹp thế nào chứ? Em à, số tiền đó không phải của chúng ta. Đợi đã, ý chị là sao chứ? Không lẽ là của chị hết? Ý chị là mọi người không có quyền sử dụng nó sao? Không Rachi, không phải vậy. Nghe này Rachi, số tiền đó không dành cho chúng ta. Và chắc chắn là nó không nên được sử dụng cho mục đích cá nhân của chúng ta. Tại sao? Đó là một ý tưởng rất ngu ngốc chị à. Và em không nghĩ là chị lại ép mọi người trong nhà này phải sống theo cái triết lý cuộc sống đơn giản và tư duy đạo đức của chị đâu. Chị ơi, đừng nói là chị sẽ không để mọi người cùng hưởng số tiền này nha. Rachi, tiền không phải của chúng ta. Chúng ta sẽ không có được hạnh phúc từ nó. Đúng, đặc biệt là khi đó là hạnh phúc của con chứ gì. Hai bà chỉ đồng ý với mọi điều vô nghĩa mà chị nói thôi. Và con không thể tin được. Chị ơi, chị có biết là chị đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không? Thần linh không bao giờ giúp đỡ cho những người không biết tự giúp mình đâu. Vậy mà chị lại từ chối số tiền trên trời rơi xuống. Nghe này Rachi, bỏ đi con. Con bé cứ luôn nghĩ mình là trung tâm. Con cứ đi làm công việc của mình đi, cứ kệ nó. Chị ơi, xin đừng ngăn cản em. Em chỉ làm được vậy thôi sao? Đây có phải là giới hạn quyết tâm của em không? Chị cũng thấy cách anh ấy cư xử với em rồi đó. Chị thấy điều đó. Và chị cũng có thể thấy rằng cậu ấy kiên quyết với quyết định của mình hơn là em. Trong khi thực tế em nên là người kiên quyết mới đúng. Vì em muốn nắm giữ trái tim một tỷ phú mà đúng chứ. Ankita, suy nghĩ thấu đáo đi. Không chỉ ở Ấn Độ mà những chàng trai như DV là rất ít trên toàn thế giới này. Em đang ngồi trên một mỏ vàng. Chết tiệt.
Vậy thì em phải làm gì chứ? Anh ấy cứ làm tổn thương em những chuyện nhỏ nhặt. DV là một chàng trai rất có văn hóa. Cậu ấy vẫn chưa đụng tay đụng chân với em mà. Chỉ cần giả điếc thôi. Kể những lời cậu ta nói chỉ vậy thôi. Những sự tổn thương này có là gì so với mong ước được sống, cuộc sống sang trọng như tỷ phú chứ, phải không? Thôi mà chị ơi. Được rồi, đi thôi. Namaste. Namaste anh trai. Anh đến để hỏi thăm tình hình của mọi người. Dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn là anh họ của em. Sanji, khi còn nhỏ em hay mang theo đồ chơi bị hư đến cho anh sửa chữa. Anh biết em đã tự phá hỏng mối quan hệ của mình. Trái tim của em chắc đang tan dở lắm. Em lúc nào cũng là người giàu cảm xúc, nhưng mà trái tim bị tan dở thì có làm sao chứ. Ít nhất em cũng có được 250 triệu ruby mà. Anh phải ngã mũ trước em đó Sanji. Em là một tay thiện xã hàng đầu. Với số tiền đó chúng ta có thể mua được rất nhiều niềm vui cho cả em và cho cả anh nữa. Tuyệt quá phải không hả Sanji? Pradeep, con đến để bày tỏ sự cảm thông của mình phải không? Sanji luôn vô tội. Được rồi, vậy thì nói cho ta nghe xem, ai là người đã từng phá hư đồ chơi của Sanji khi nó còn nhỏ hả? Là con phải không? Là ai đã từng lấy tiền, kẹo và sô-cô-la của con bé? Không phải con sao? Ngay từ nhỏ con đã không phải là người trung thực rồi. Con nói đủ rồi đó. Ngày hôm nay vất vả thế này là đủ rồi. Con không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Về nhà và nghỉ ngơi đi. Đi đi. Bà nội, bà nội thân yêu, bà nội yêu dấu của con ơi. Chúc mừng bà nội. Bà ơi, bà không thể tận hưởng số tiền này một mình được đâu. Con cũng là một thành viên của gia đình này không phải sao? Anh trai, anh họ à, em không có quyền gì với số tiền mà anh đang đề cập đến đâu. Số tiền sẽ không được chia ra. Tại sao không? Em nói cũng đúng, đó là tiền của em mà. Không, em không hề muốn số tiền này. Em không muốn sao? Em có bị điên không? 250 triệu là 250 triệu đó. Em nói em không muốn nó là sao chứ? À đủ chắc chắn sẽ cần nó. Raji cũng cần số tiền đó. Ngay cả anh cũng cần nó. Em đâu có sống một mình đâu Sanji. Toàn bộ gia đình Rahu đều có quyền. Cho nên em nói em không muốn số tiền đó là sao hả? Làm ơn đi anh à, đừng có như vậy nữa. Số tiền đó không dành cho chúng ta đâu. Em thậm chí sẽ không chạm vào số tiền đó. Tuyệt vời lắm đó Sanji. Tôi sẽ không bán đất của mình. Tôi cũng sẽ không để anh tôi bán nó. Tôi không có quyền về số tiền này. Tôi sẽ không kết hôn. Em có quá nhiều cái không trong cuộc đời của em đó Sanji. Và đó là lý do mà thần linh đã không ban phước cho em có được gia đình nhỏ của riêng mình. Vì em có quan tâm đến cảm xúc của bất cứ ai đâu. Em chỉ có hai từ trong cuộc sống của em thôi. Tôi và không. Mọi thứ em nói ra bắt đầu bằng tôi và kết thúc bằng không. Nhưng tình cảm của anh chị em lại bị giẫm đạp bởi hai từ này đó. Raji, hãy giải thích cho chị gái của em biết là đừng làm điều ngớ ngẩn nữa đi. Và em không muốn được chia phần hay sao? Em không cần tiền à?
Anh ơi, em cũng nói chuyện với chị em rồi đó. Và anh thấy đó, chị ấy không hề quan tâm. Nên em cũng vậy. Em đã quen với chị đó rồi. Sanchi, em đã không cho anh bán đi miếng đất của mình, nên anh sẽ có quyền với số tiền này. Cho dù em có đồng ý hay không thì anh vẫn có quyền với nó. Em họp Rahul, anh cũng mang họp Rahul. Em rất bướng bỉnh và anh cũng vậy. Nếu em là triệu phú thì anh cũng sẽ như vậy. Có hiểu chưa? DV, em chưa đi sao? Em ấy ở lại nói chuyện với chị. Đây cũng là nhà chị gái em ấy mà, DV. Dù sao thì em thế nào rồi? Như địa ngục. Anh đang tìm chìa khóa xe của mình đúng không? Cái đó em đang giữ nó. Xin lỗi, nhưng để em đưa anh đi nha. Em sẽ lái xe. Làm ơn. Em hứa em sẽ không nói một lời nào. Divi à, đừng tự đi một mình được không? Được rồi. Thêm một ly nữa. Này đừng lấy nữa, đủ rồi. Đủ rồi DV. Anh Ki, anh đến đây với em không phải để em cấm anh uống rượu đâu. Nếu bây giờ em còn ngăn cản anh nữa thì anh sẽ rời khỏi đây. Không bao giờ. Em không thể sống thiếu anh được đâu. Em sẽ phải làm vậy thôi Sita. Anh không thể đi tiếp cùng em được nữa. Nhưng em không thể rời xa anh được. Làm ơn hiểu đi mà Sita. Ba mẹ em sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta đâu. Em có thể sống ở bất cứ đâu, chỉ cần có anh thôi, đâu cũng được. Em sẽ không thể sống được đâu Sita. Anh sẽ không thể cho em lối sống mà em đã quen sống. Sita, hãy cố gắng hiểu. Cậu đang làm gì vậy người anh em? Cậu điên rồi sao? Là sao chứ? Cậu có một người bạn gái chung thủy như vậy mà cậu lại yêu cầu cô ấy rời đi sao? Anh bạn, đây là chuyện riêng tư của chúng tôi. Đừng có xen vào. Không anh bạn, không. Tình yêu đẹp đẽ như thế này, tình yêu độc đáo như thế này, đây không phải là vấn đề cá nhân của cậu. Thế giới luôn phải chứng kiến mọi người khoe mẽ những chiếc đồng hồ hay trang sức độc đáo. Còn hai người lại thể hiện tình yêu độc đáo của mình. Cậu hãy hỏi những người đã bị bạn gái mình bỏ rơi đi, xem giá trị quý giá của mình, người bạn gái chung thủy là như thế nào. Tôi đã mua cái nhẫn này cho bạn gái tôi. Cầm lấy đi. Nhưng nó có vẻ rất đắt tiền. Đúng.
Nó đắt tiền nhưng tình yêu của tôi thì rẻ mà. Đem nó vào tay bạn gái cậu đi. Cố lên. Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên rồi sao? Anh bị điên rồi đó. Nhưng nhìn thấy tình yêu của họ, anh nhận ra mình không hề ngu ngốc. Tình yêu là như vậy đó. Điên rồ nhưng chân thành. Nào, nhanh lên, đeo nhẫn vào tay của cô ấy đi. Thần linh ban phước cho hai người. Cảm ơn anh nhiều lắm. TV, đi thôi. Anh biết em không hề có ở đây. Đó là trí tưởng tượng của anh thôi. Anh cô đơn lắm. Hoàn toàn trống trải. Có lẽ chỉ khi uống rượu thì con mới sống được thôi mẹ. Vì sau khi uống rượu, cô ấy giống như một đám mây mù vậy. Thỉnh thoảng con nhìn thấy cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy lại biến mất. Con không đơn độc đâu con trai. Mẹ ở đây với con. Mẹ. Ừ mẹ đây. Mẹ. Mẹ ra ngoài đi ạ. Con không muốn mẹ nhìn thấy con trong tình trạng này đâu. Làm ơn đi đi mẹ. Được rồi. Con trai, nếu như con tự vực dậy được và không còn sống như thế này nữa thì mẹ sẽ ra ngoài. Con trai, mẹ luôn cảm nhận được là con thương mẹ nhất trong số các con của mẹ. Con luôn gọi mẹ là người yêu dấu của con, có phải không? Mẹ là người yêu lâu năm của con, có đúng không? Vậy thì con sẽ không nghe lời mẹ nữa sao? Vâng. Nhưng nếu mẹ định nói con quên Sanji đi thì con sẽ không làm được điều đó đâu. Được rồi, mẹ không yêu cầu con quên bất kỳ ai hết. Mẹ chỉ mong con hãy nhớ đến những người bên cạnh, như bản thân con, ba của con, anh trai, chị dâu con. Chúng ta, những người yêu thương con rất nhiều. Nếu con có thể sống cuộc sống như một người đã chết và đắm mình trong rượu chè vì Sanji, vậy thì con có thể sống một chút cho tất cả chúng ta được không? Có lẽ chỉ khi uống rượu thì con mới sống được thôi mẹ. Vì sau khi uống rượu, cô ấy giống như một đám mây mù vậy.
Thỉnh thoảng con nhìn thấy cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy lại biến mất. Nếu như con không uống thì con sẽ lại nhìn thấy cô ấy ở khắp mọi nơi. Khi con đi qua đi lại, trong khi con ăn uống, trong khi con lái xe, và sau đó trái tim con sẽ dở dụng ra, và con sẽ lại khóc mất mẹ à. Mẹ muốn con trai của mẹ khóc trước mặt khách hàng hoặc những người lạ trong các cuộc họp hay sao? Mẹ ơi, làm ơn, làm ơn cho con uống đi, để con uống say rồi lại ngủ. Cho con uống đi mẹ. Ông Meta, đừng có căng thẳng quá. Tại sao ông phải lo lắng một cách không cần thiết như vậy chứ? Tôi dám chắc chắn với ông đó, ông Meta. Chỉ cần Gojan này còn ở đây thì không ai có thể giành được thỏa thuận đó đâu, ông có hiểu không? Và đừng lo lắng, tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dần chút ngủ ngon. Sao vậy Mina? Trông em có vẻ lo lắng. Em rất lo lắng cho Divi. Có gì phải lo lắng chứ? Vấn đề đã giải quyết xong, điểm xấu đã biến mất rồi còn gì? Không, Sanji vẫn còn trong cuộc đời thằng bé. Ngày đêm Divi chỉ nghĩ đến cô gái đó. Nó thậm chí còn không chịu ăn uống gì, và chỉ nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong rượu, để xem nó nhịn đói được bao lâu, nhốt mình trong phòng được bao lâu, và uống thêm được bao nhiêu nữa. Một ngày nào đó sự bướng bỉnh của nó sẽ biến mất thôi, phải không? Ừ, nhưng em sợ rằng trước đó chúng ta sẽ mất con trai của mình. Vậy em muốn anh làm gì? Em muốn anh cầu xin cô gái tham lam đó và gia sinh cô ấy trở thành con dâu nhà này sao? Có lẽ cô ấy không tham lam. Có lẽ cô ấy không rời bỏ đi vì tiền, mà là gì? Tình mẫu tử của em đó. Cái gì? Ngày hôm đó, khi chúng ta đi ăn tối, em đã đi theo sau Sanji và giải thích cho cô ấy rằng nếu như cô ấy bước vào gia đình chúng ta, gia đình chúng ta sẽ bị quỷ hoại. Ta chấp tay cầu xin con, hãy cứu lấy gia đình ta được không? Hãy rời xa cuộc đời của Divi. Divi sẽ bị tách khỏi tất cả chúng ta. Nếu đúng là như vậy thì tại sao cô ta lại lấy tấm séc trị giá 250 triệu hả? Nghĩa là cô ta yêu con trai chúng ta nhưng lại lấy tiền và bỏ rơi nó. Ý của em là vậy phải không? Em không thể nhìn thấy Divi đau đớn nữa đâu, Yash. Còn anh thì không thể nhìn thấy thời gian của mình bị lãng phí. Anh có rất nhiều công việc. Mau đi ngủ đi. Còn nếu em không ngủ được thì cứ vào phòng mở TV xem mấy kênh yêu thích đi. Nhưng làm ơn để cho anh làm gì? Nhiều đó là đủ rồi đó. Sanji vẫn chưa đổi tấm séc. Vậy là con chỉ biết cung cấp thông tin cho ta thôi. Con không hề nghĩ ra được giải pháp hay chiến lược nào hả? Con chưa nghĩ ra thưa ba. Nghe này anh Vây, nếu cô ta chưa đổi tấm séc thì hãy bắt cô ta làm điều đó đi. Rất đơn giản. Nếu ai đó tham lam thì hãy khiến họ cảm thấy bất lực. Hãy tạo ra những tình huống ép buộc cô ta
phải đi đổi tấm xét, tạo ra những cái bẫy hay bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần đảm bảo rằng cô ta buộc phải đổi tấm xét thôi. Ý tưởng tuyệt vời đó thưa ba, con sẽ làm ngay. Tốt.